Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế mic Vương Niệm bên mình cho các bạn xem nhé. Đây là loại mic cao các bạn ạ, từ 60-80cm nhé. Ngoài loại chân cao này ra mình còn có loại chân thấp 30-50, và loại chân bánh xe chân nhựa trắng, và loại chân bánh xe chân bạc màu trắng nhé, chân vàng nữa. Tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn mẫu mã cho phù hợp nhé các bạn. Đây, mình quay dần cho các bạn xem. Hiện tại thì mình có tất cả 6 màu, ngoài ra thì các bạn có thể đặt màu theo yêu cầu nhé. Thì mình có một số, mình có tận bọc thêm màu đó các bạn. Thế mình quay qua một đoạn vậy thôi. Các bạn cần hỗ trợ gì inbox cho shop để được tư vấn kỹ hơn nhé. Mình cảm ơn các bạn. Mình chào các bạn.